VFF cùng bầu Đức đi đến quyết định cuối cùng, thầy Park trả lời, người hâm mộ sung sướng chờ đợi. Trận thua của Việt Nam trước Iraq vừa qua khiến người hâm mộ cả nước cực kỳ thất vọng. Dư luận quốc tế cũng đánh giá thấp màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Điều này khiến VFF và bầu Đức không hài lòng với những quyết định thay người như vị huấn luyện viên trưởng. Như chúng tôi đã thông báo với quý vị trước đó, bầu Đức đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để đưa ông Park trở về Việt Nam. Sau thành tích bê bát của ông Chuse, bầu Đức đã âm thầm ngỏ ý lời mời và đàm phán với thầy Park. Bầu Đức và thầy Park cũng đã đạt được tiếng nói chung và đi đến quyết định ký hợp đồng với huấn luyện viên người Hàn. Theo lời mời của bầu Đức, chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua, ông Park đã đáp chuyến bay tới Việt Nam. Ngay khi tới Việt Nam thì huấn luyện viên người Hàn cũng đã tới sân vận động Pleiku, nơi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm việc. Sự hiện diện của ông đã thu hút báo chí và người hâm mộ, nhưng phần lớn đó chính là cuộc gặp gỡ giữa ông Park và Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chính vì vậy, không có để cho ông Park có thời gian nghỉ ngơi và ông bầu phố núi cũng đã gặp và có cuộc trao đổi kỹ lưỡng với huấn luyện viên người Hàn. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thoải mái và cởi mở. Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, cả hai bên đều đạt được sự đồng lòng về hướng phát triển của bóng đá Việt Nam. Bầu Đức với tình yêu và đam mê bóng đá, ông tỏ ra vô cùng hài lòng với chiến lược vạch ra của ông Park. Điều này làm tăng thêm niềm tin cho người hâm mộ là có sự thay đổi lớn trong đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của VFF. Huấn luyện viên Park với kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược đã đồng ý với những điều khoản mà bầu Đức đưa ra. Điều đó chứng tỏ sự dằn lòng và quyết tâm của ông trong việc giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển. Với những diễn biến tích cực này thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lý do để có hứng thú và kỳ vọng với một cuộc bom tấn sắp xảy ra. Trận đấu vừa qua, giới truyền thông quốc tế bình luận sôi nổi Việt Nam thi đấu có phần khởi sắc, nhưng các màng miếng đánh, hàng thủ trung lộ để ra nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Đội tuyển số 1 Đông Nam Á quá yếu và không thể đứng vững ở những phút cuối, Thái Ranh cho biết. Việt Nam không có cách chống cự và để thua một cách ngớ ngẩn trong phút cuối. Ông Chuse luôn nói về triết lý mới, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một thất bại. Tờ Bola Indo nhận xét, các cầu thủ Việt Nam chống trả quyết liệt các đợt tấn công của Iraq và không có bàn thắng nào trong hiệp 1. Vào hiệp 2, Việt Nam gia tăng cường độ, nhưng còn 20 phút cuối, các cầu thủ của chúng ta đã không thể chống sức được nữa. Bola nhận xét, trận thua cho thấy sự non nớt của đội tuyển Việt Nam khi ra đấu trường quốc tế và chúng ta ngày càng yếu đi trước hàng phòng ngự. Trong khi đó, người hâm mộ trong nước thì cho rằng đội tuyển Việt Nam đá như vậy thua là xứng đáng. Nhiều ý kiến cho rằng, thua trong bóng đá là chuyện bình thường, nhưng quan trọng là thái độ thể hiện trên sân. Việt Nam nhận bàn thua khó lòng chấp nhận được, thật ngớ ngẩn. Đây là một bài học cho đội tuyển Việt Nam, kỹ thuật lối chơi của chúng ta thua kém Iraq. Các em trẻ máu lửa nhưng thiếu kinh nghiệm, trong khi đàn anh có kinh nghiệm nhưng lại ngồi dự bị. Trận đấu này là một bài học cực kỳ đau cho toàn đội. Ông Chuse tung đội hình khó hiểu. Cuối hiệp 2, các cầu thủ trẻ vào sân nhìn các em đá máu lửa nhưng năng lực quá kém và không có kinh nghiệm. Một số bình luận của người hâm mộ cho biết. Với màn thể hiện thiếu thuyết phục, việc đội tuyển Việt Nam nhận chỉ trích là điều tất yếu. Bên cạnh cầu thủ, chiến lược gia người Pháp cũng nhận về không ít ý kiến, bình luận góp ý. Một số người cho rằng ông Chuse thì không cần phải thử nghiệm quá nhiều, nên chọn ra bộ khung cố định để xây dựng một đội tuyển vững chắc. Một tài khoản Mạnh Tuấn cho biết, thử nghiệm đến bao giờ nữa. Bức xúc từ dư luận, VFF vừa qua đã có cuộc họp liên quan tới định hướng của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, theo tiết lộ của một quan chức VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cùng ban lãnh đạo công ty cũng đã có cuộc họp về chiếc ghế của ông Chuse. Ông không hài lòng với trận thua và yêu cầu ông Chuse phải kiểm điểm. Theo vị quan chức tiết lộ, trận đấu này thì Iraq cũng đã có cơ hội cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục phòng ngự hớ hênh và không thể chống đỡ từ các pha tấn công của đối thủ. Trước từ việc bị VFF cho tới là thầy trò ông Chuse bị chỉ trích, người hâm mộ cả nước có phần hơi gắt. Bởi nếu đội tuyển Việt Nam thật sự không làm được như VFF yêu cầu thì chúng ta sẽ thay tướng hay là sao? Câu chuyện khiến khán giả bức xúc nhất chính là việc ông Chuse không tin dùng Hùng Dũng hay là Hoàng Đức. Hai trụ cột quan trọng nhất của Việt Nam thì không ra sân được một phút nào. Nhưng với ông Chuse thì không. Theo ông, Hoàng Đức thì còn kém và chưa đạt yêu cầu. Thái Sơn mới là người chơi tốt. Chúng ta phải nhìn nhận khách quan. Chúng ta thường nghĩ những cá nhân sẽ vươn lên trên tập thể. Nhưng hiện nay ở tầm Đông Nam Á thì thế nào mà thắng được? Nhưng đối thủ thì thuộc nhóm châu Á, chỉ là dựa vào cá nhân thì không thắng được. Trình độ Việt Nam chưa đủ, từ sân bãi tới chất lượng. Chúng ta cũng không có cầu thủ chơi bóng nước ngoài. Muốn thắng thì chúng ta phải đồng bộ, tập thể. Quan điểm của tôi, Hoàng Đức chưa đáp ứng được.
Quả bóng vàng có thể thuộc về Hoàng Đức, nhưng tôi muốn cậu ấy thể hiện tốt hơn trong tập thể. Trong tập luyện thì tôi luôn thúc đẩy Hoàng Đức và tôi tin cậu ấy hiểu được kỳ vọng của tôi. Mọi người so sánh cầu thủ ở trên sân, thế nhưng tôi có tiêu chí riêng. Dĩ nhiên không thể có 11 cầu thủ đá gắn kết và phải chọn phù hợp từng vị trí và đá đoàn kết với nhau nữa. Trước đây Việt Nam có những vị huấn luyện viên Calisto hay là ông Park Hang-seo đã có thành tích Đông Nam Á. Mục tiêu của tôi là phát triển đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu không phải là SEA Games, AFF Cup mà phải cao hơn. Để hoàn thành mục tiêu đó thì tôi không ngại nhận về những chỉ trích. Rõ ràng việc nhận bàn thua ở phút cuối khiến tôi rất thất vọng, nhất là khi hôm nay chúng ta cũng đã đề ra được đấu pháp hợp lý. Xét về phẩm chất cá nhân, Iraq vượt trội hơn chúng ta, nên chúng ta phải tập trung vào đấu pháp. Tôi tiếc với tình huống thủng lưới cuối cùng, nó đã khiến sự tự tin vào đấu pháp và nỗ lực của các cầu thủ không đạt kết quả tốt. Tôi thất vọng với kết quả nhưng tôi tự hào với các cầu thủ ngày hôm nay. Họ đã tự tin và thực hiện tốt đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Cần lưu ý, những trận đấu giàu thể chất ở cường độ cao như thế này thì giải vô địch quốc gia Việt Nam thì cũng chưa được diễn ra. Cho nên, đó là lý do mà tôi chọn cọ sát với Uzbekistan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ngoài ra, các cầu thủ khó duy trì được hiệu suất hoạt động cường độ cao. Hầu hết sự thay đổi của tôi không vì chiến thuật mà do các cầu thủ đã mệt mỏi. Chúng ta chỉ đá được 60 phút, còn 30 phút còn lại thì trông chờ vào sai số của đối phương. Cần phải cải thiện chất lượng mặt sân, tôi thấy mặt sân thì bóng này và khá là lập bập. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất bao trùm đó chính là thể lực. Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, điều kiện thì chưa phải là xét về điều quan trọng nhất mà đó chính là thể chất và thể lực. Chưa bàn đến khả năng tư duy thì chúng ta cần phải thấy rằng sức khỏe và thể lực của chúng ta đang còn kém. Chính ông Jose cũng thừa nhận ông sử dụng các quyền thay đổi người vì thể lực chứ không phải là điều chỉnh chiến thuật. Vậy nhà cầm quân người Pháp thay người như thế nào? Hiệp đầu tiên rút Văn Toàn Tiến Linh để thay cho Đình Bác Thanh Nhàn. Phút 55, Tuấn Anh rời sân nhường chỗ cho Thành Long. Phút 60, Văn Khang lấy Minh Trọng. Phút 66, Ngọc Hải dính chấn thương và thay thế Bùi Hoàng Việt Anh. Như vậy, chưa đến 70 phút thì ông đã sử dụng toàn bộ 5 quyền thay đổi người. Thái Sơn Tuấn Anh thì còn tập tễnh để cố lết trên sân. Hay là chính Tuấn Tài thì cũng không thể theo nổi Ali Anan. Bởi vậy, có thể nói, hàng thủ của Việt Nam không thể chống nổi trong những pha bóng cuối cùng chứ không hề là mất tập trung. Câu hỏi đặt ra là cầu thủ Iraq quá khỏe hay thể lực cầu thủ Việt Nam có vấn đề? Chính ông Jose thừa nhận là các học trò chỉ chơi đủ trong 60 phút mà thôi. Một phép so sánh ở đây để chứng minh cầu thủ Việt Nam không yếu đến mức độ sau 70 phút đã hết. Câu chuyện cổ tích Thường Châu cũng đã được viết lên. 6 trận đấu trước đối thủ đều trong cơ số là 16 ngày 3 trận đấu và đều quần quật 120 phút, nhưng những chiến binh sao vàng đều thi đấu lăn xả. Hơn nữa là Đại hội Thể thao Châu Á 2018, Việt Nam tham dự 7 trận trong vòng 19 ngày, trung bình 3 ngày thì phải thi đấu 1 trận. Tại kỳ hội này, thầy trò ông Park Hang-seo vào bán kết và xếp hạng tư chung cuộc. Trở lại với đội tuyển Việt Nam hiện tại, ông Jose có 9 tháng để chọn lọc và thử nghiệm. Để bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, nhà cầm quân người Pháp cũng có gần nửa tháng chuẩn bị. Quãng thời gian với Iraq và Philippines thì cũng đã lên tới 5 ngày, thừa để cho chúng ta hồi phục và có những sự chuẩn bị. Về vấn đề này, ông Jose cũng trả lời báo giới rằng chúng ta cần hiểu rằng kể cả khi nâng cao trong các đợt tập trung thì cường độ thi đấu của các giải đấu trong nước chưa đủ cung cấp cho cầu thủ. Hiện tại, chưa để hy vọng chúng ta có thể chơi liên tục trong 90 phút mà chỉ 60 phút mà thôi. Có thể thấy là ông Jose lúc nào thì cũng yêu cầu các cầu thủ phải được ra sân ở V-League, lúc nào cũng nói rằng cầu thủ Việt Nam kém chất lượng và luôn làm hỏng kế hoạch của ông. Từ SEA Games cho tới vòng loại này, sau mỗi trận thua thì đều lý do như vậy. Chưa bao giờ ông thừa nhận cách quản và chọn người tiếp cận trận đấu của ông có vấn đề. Chỉ có người hâm mộ, cầu thủ mà sân là có lỗi. Nhưng ông Jose đừng quên, 100 triệu người Việt Nam vẫn luôn theo dõi bước đi của đội tuyển Việt Nam. Không phải cứ nói như vậy là khán giả quên đi trách nhiệm của ông.